Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời đại chúng an tọa. Hôm nay là chúng ta học tiếp kinh Tứ Thập Nhị Chương. Quý vị nhớ mình học tới chương mấy không? Này để mình buông hay tới nỗi mà quên hết luôn, không nhớ gì hết luôn. Chỉ nhớ trên đầu một chữ Như thôi không? Chúng ta học chương 4 bài 4 thông nghĩa thiện ác của ngũ thừa. Ai nhớ ngũ thừa là gì? Nhân thừa, thiên thừa, là gì nữa? Thanh văn thừa, duyên giác thừa, rồi mới tới Bồ Tát thừa. Để coi mình lát rồi mình học coi mình đang ở thừa nào nha. Thừa có nghĩa là gì? Thừa, đúng rồi, thừa là cỗ xe theo danh từ Phật giáo. Ở đây Phật dạy thông nghĩa thiện ác của ngũ thừa, có nghĩa là chúng sanh lấy 10 việc thiện, 10 việc làm điều thiện, cũng lấy 10 việc làm điều ác. 10 điều thiện gồm không sát sanh, không gì? Không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không gì? Ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham lam, không sân giận, không si mê. Ngược lại là 10 điều ác. Thì người con Phật trước hết là chúng ta quy tam bảo, giữ gìn năm giới cấm. Sau đó mà nhân duyên đầy đủ thì chúng ta thọ 10 giới. Có nghĩa là thọ người tu thì thọ 10 giới, còn Phật tử thì chúng ta thọ thập thiện giới pháp. Thì mình thọ được như vậy thì mình sẽ làm người có hình tướng trang nghiêm, thông minh trí tuệ, rồi mình tinh tấn tu hành để đạt được giải thoát. Đây là cái nền tảng căn bản của tất cả những người con Phật. Thì Hòa Thượng Thánh Nghiêm ngài nói trong Bồ Tát giới yếu chỉ, dạy rằng là người phàm phu trong dục giới, nếu như không thọ trì cấm giới mà muốn ngày sau sanh làm người thì việc hết sức là khó khăn, huống chi là giải thoát, tu Bồ Tát đạo và thành Phật. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ghi rằng Bồ Tát có một pháp có thể trừ hết thảy các nghiệp khổ của ác đạo. Những gì là một? Thứ nhất là trong suốt ngày đêm quan sát các điều lành, làm cho các niệm lành thêm lớn, không còn một mảy may tạp niệm bất thiện, khiến cho các nghiệp ác vĩnh viễn xa xa lìa, thường thân cận với Bồ Tát, với chư Phật. Thiện pháp ở đây là những người mà tu hành, những người con Phật, chúng ta thực hành những cái thiện pháp. Mà quý vị thấy nói thì như đơn giản nhưng mà thật sự rất là khó làm. Đó. 10 điều thiện, điều thứ nhất là thân mình phải biết giữ gì? Giữ thân mình như hồi nãy nó là giữ năm giới cấm nè, rồi giữ bốn gì? Giữ gì? Không phải bốn quay nghi. À, đúng rồi, đúng rồi, tăng trưởng người nghiệp lành là mình phải thu thúc mình giữ gìn. Thân thì có ba, khẩu thì có bốn, ý thì có ba. 10 điều lành của Phật giáo dạy là có cái tính chất rất là quan trọng, đó là cái cốt lõi của Phật giáo. Ác thì chịu khổ báo, mà làm việc thiện thì sanh được về cõi trời. Trong luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Phẩm Bất Thiện ghi rằng tu hành mà tạo nghiệp sát sanh
Thì đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho đến tà kiến. Trong kinh Biệt Thích Tạp A Hàm ghi rằng, như các thiện pháp này là pháp thanh tịnh của 10 nghiệp lành. Nếu như người nào có thể tu hành, nhất định sinh về cõi trời. Còn trong kinh Thập Trụ Phẩm Ly Cấu Địa ghi rằng, Bồ Tát thường hộ trì giữ gìn 10 nghiệp lành, tu 10 điệp lành này thì sinh về cõi trời của người. Cho nên chúng ta biết thân á, thì không sát đạo dâm, nói sát thì nói là sát sanh. Bây giờ mình sát sanh thì mình không có sát sanh. Quý vị có sát sanh không? Sát sanh đây không phải là giết người. Mình người nữ mình đâu có giết ai đâu, phải không? Mà đố này đố phe ta thôi nha. Mình có giết người không? Mình giết người bằng gì? Đúng rồi. Mình không có như người nam mà giận lên cái người chiến sĩ chiến gì đó, ta xách súng ta bắn nhau, hoặc là người ta lấy gươm dao người ta chém nhau, ta giết nhau. Mà mình dùng cái gì? Cái lời nói không là dao mà lòng đau như cắt. Lời nói không là mây mà sao đưa ta xa mãi. Sao không suy nghĩ lại nói với nhau nhẹ nhàng. Lời nói mà nhất là chị em bạn dâu nè, nha, quý cô thấy không, gặp mà đám dỗ, đám quải, đám cưới tới mình không thích cái con nhỏ em dâu mình làm cực muốn chết luôn, mình nấu ăn từ sáng tới trưa mà nó có bưng cái rổ chén lên nó dọn cũng không xong nữa, rửa rổ rau cũng không xong, làm biếng vô cùng luôn. Tôi làm dâu mười mấy năm nay rồi đó, còn nó về chắc làm bà dâu à. Nè, mình có nói xéo sắc tay vậy không, nhỏ mới về nghe xong hết hồn, thấy không, hết hồn, nhỏ làm sao lâm la lâm lét. Rồi mấy bà cô bên chồng nữa, quý vô biết mấy bà cô bên chồng là mấy bà cô nào không? Sợ không? Sợ nhất. Mẹ chồng thì không sợ mà sợ mấy bà cô bên chồng. Mấy cô thấy khổ không? Nội mình liếc người ta thôi, cái ta bưng chén cơm không muốn nổi rồi mà. Rồi mình nhìn người ta ăn thôi là mình cũng nói, ăn thấy bắt ghét. Mà người ta ăn có mắc mớ gì đâu mà cũng ghét. Còn lúc mình thương thì thương cả đường đi, ghét thì ghét cả lối đi lối về đó. Trời ơi, đó, người nữ mình giết người ta bằng cái lời nói, cái hành động, cái ánh mắt, là cái ý của mình đó. Quý cô thấy người ta khổ vì mình hay mình khổ vì người ta đó. Thành ra chúng ta tu, cái cốt tủy đạo Phật là dạy chúng ta tu để mình thanh lọc cái ý của mình, đừng làm người khác đau khổ thì mình mắc cái quả báo, mình cũng khổ đau. Mình làm ta bất an, mình có an đâu. Cho nên tu là chuyển nghiệp. Nghiệp là do thân khẩu ý mình quyết định cuộc đời mình. Mà quan trọng nhất là cái ý. Ý mình khởi lên thì miệng mình mới nói, thân mới hành động đó. Cho nên mình tu là mình nói trời ơi, nó có gì đâu, giữ năm giới cấm dư sức qua cầu luôn à. Vậy mà có một giới, xin lỗi cho người tu mà mấy chục năm luôn đó nha, đôi khi giữ không tròn đó quý huynh đệ, phải không? Mình không thích người ta cái mình đi ngang, mình thấy người ta cái mình thấy một cái à. Trời ơi, hồi xưa thì liếc mắt, mắt bồ câu, liếc một cái người ta muốn rụng rúng ha. Còn bây giờ liếc một cái người ta cũng muốn đứt ngang luôn. Đó, quý cô nghĩ thì sao? Thành ra mình tu là tu cái gì? Tu cái ý của mình, cái tư tưởng mình, cái đôi mắt của mình đó, mắt em là cửa sổ tâm hồn đó ha. Cái này là tâm hồn của mình trong sáng thiện lương, thì ánh mắt của mình nó trong sạch, thanh thoát nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình khởi tư tưởng không thích người ta, mình chỉ nhìn người ta coi thôi, cái trời ơi, người ta nghe người ta giật mình. Quý cô có thấy ánh mắt giật mình không? Thấy người ta hết hồn hết vía, lạnh xương sống à. Còn thấy cái mừng quá chừng luôn, nhất là ánh mắt mà má mình đi chợ về đó ha. Trời ơi, mình ngủ dậy cái mình thấy cái gì mình thích ha, chuối chiên ha, bánh bò ha. Ôi má ơi, má ơi, mừng quá chạy ra thấy bánh bò bánh tiêu mừng quá trời luôn. Đó, ánh mắt mẹ hiền, thương con, tình thương. Còn ánh mắt mà chị dâu em chồng nè, ôi ôi trần gian, ta nói nó khổ lắm. Cô thiệt, cô đi về, cô nuôi mẹ cô bệnh. Có hai nàng dâu, nhà bốn đứa em trai. Thì hai đứa kia nó ở xa, hai đứa nó ở gần. Mà quý cô biết cái người nữ mình á, vì sao mà giận nhau không? Cái nghiệp ái nó nhiều đời, nhiều kiếp lắm. Cái người tu mình mà không khéo cũng vậy nữa. Có nghĩa là cái nàng dâu trưởng mà mới cưới về lần đầu tiên á, tại vì nhà không có con gái, thì có nàng con dâu đầu tiên thì người ta phải thương nhiều hơn, phải không? Như con gái trong gia đình. Rồi cái cưới nàng dâu út,
thì nàng dâu út là đứa con trai út mình cũng cưng nhiều hơn, cho nên nàng dâu út có thích nàng dâu trưởng không? Nàng dâu trưởng có thích nàng dâu út không? Chị hai chị cả lúc nào cũng ra vẻ ta đây, rồi chị nhỏ kia thì được cưng, chồng mình được cưng nhất mà, cho nên mình thấy chị kia mình cũng không đồng ý. Thế là hai người nói chuyện rất là ngọt, rất là dễ thương. Nhưng mà sau cái lời ngọt đó là lòng đau như cắt. Nó trời, thấy cái chuyện nó không đáng. Mình thấy trời đó có gì đâu. Trời ơi chị ơi, có chị về đó, chị qua đây ngày 2-3 buổi luôn, không có chị tận cũng không thấy mặt nữa. À, là sao? Đâu có nói gì mà mít lòng nhau đâu, nhưng mà nói vậy mình hiểu không? Hiểu liền. Còn chị kia nói trời ơi, có chị sáng sớm làm bộ vô hỏi má ăn gì không, má ăn gì không, chứ không có biết có hỏi không. Mà nhà chị bên kia, nhà người ta bên đây mà nói như vậy đó, biết cô nghĩ làm sao? Đó, cái người nữ của mình đó. Mà trần gian này nó khổ lắm, chứ nó kể tới tài sản rồi, sắc đẹp rồi gì đó, danh vọng địa vị nữa đó. Mà mình tu là tu ở đâu? Tu ngay nơi cái tư tưởng của mình. Đừng có cái tâm ganh tị, đừng có cái tâm tật đố, đừng có cái tâm so bì. Mình hiểu, mình thông cảm, mình thương. Chỉ cần mình thông cảm thôi. Thôi kệ đi, giờ nó ở với má, nó lo cho má, mình lo được cái gì thì lo, đúng không? Cơm nhà ai nấy ăn, đèn nhà ai nấy sáng, gì mình cũng du di bỏ qua đi, kệ nó đi, thì hạnh phúc, cả hai đều hạnh phúc, gia đình mình cũng hạnh phúc, rồi gia đình em mình cũng hạnh phúc, rồi trong gia đình như vậy, rồi ngoài xã hội bạn bè thì sao? Nhỏ đi đám cưới thấy ghét, mặc cái áo đầm làm như là không ai có áo đầm, con mình nó có, đi xè 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 thấy ghê, thấy không? Họ cái ầm mà hỏi nhiêu, nó mua tới mấy triệu làm như tôi mua không được vậy đó, tôi nuôi mấy cái vậy luôn, trời ơi kể người ta đi. So bì ganh ghét cái gì? Sắc đẹp, quần áo, tài sản. Đó, quý cô thấy cái ý của mình đó. Mình không biết là tự mình đánh mất cái tâm thiện lương trong sáng của mình. Mình biết được thì mình thôi, mỗi người phước báo, mỗi người nghiệp lực, mình lo mình chuyển cái nghiệp mình đi. Còn chuyện của quý vị đó, thôi đi, mình thu con mắt lại. Quý cô nhớ ngày xưa nhạc sĩ, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài hát Một con mắt nhìn người không? Một con mắt nhìn mình, một con mắt nhìn người đó. Nhìn người bằng một con mắt thôi, đừng có nhìn hai con. Nhìn hai con rõ quá đi, ai mà sống nổi, nước trong thì không có chứa được cá. À, thành ra làm ơn còn con mắt nhìn mình. Mình sống trong huynh đệ cũng vậy, mình lo việc tam bảo, rồi mình lo mình nhìn mình tu, mình đừng có nhìn huynh đệ kỹ quá, người ta chịu không nổi đâu, thấy không? Thành ra tu không có khó, mà khó là cái gì? Do nhiều đời Đức Phật nói là câu sanh vô minh đó, là cái tâm ganh ghét của chúng ta, cái tư tưởng, cái ngã của mình, lúc nào mình cũng muốn mình hơn cái ngã đó. Như cô thấy không, cái ngã mình nó nhiều đời nhiều kiếp lắm, lúc nào mình cũng muốn mình hơn, không muốn mình thua. Tôi phải đẹp hơn, tôi phải giàu hơn, tôi phải tướng hảo quang minh hơn, đúng không? Nhưng mà muốn hơn như vậy thì mình phải tu. Trước hết mình tu cái ý mình. Phật dạy rõ ràng, muốn giàu sang thì phải bố thí cúng dường, đừng có trộm cắp, không? Đừng có ganh tị. Muốn đẹp không phải là mình cúng dường hoa cho Phật mà đẹp đâu, 50% thôi. Mà mình muốn sao được 100% mà làm hoa hậu thế giới không? Không làm hoa hậu Việt Nam, không làm hoa khôi của trường nữa, mà làm hoa hậu thế giới mới ngon. Đó. Quý cô thấy mấy bà hoàng hậu không? Đẹp mà phúc hậu mà hiền đức. Còn quý cô thấy mấy bà quý phi không? Đẹp nhưng mà rất là sắc. Người ta đóng phim quý cô thấy đó, thấy không? Đẹp rất là sắc. Mà trong cái nét đẹp mấy bà quý phi có cái gì ác ác ở trong á. Mà do cái tâm gì? Đố quý cô. Tâm ganh tị. Cái tâm ganh tị. Đó. Cho nên mình phải tu cái ý mình thuần lương, mình phải tu cái ý mình trong sáng hiền thiện, thì chúng ta đẹp một cách trọn vẹn. Nó là như vậy á. Nói thôi cô nói làm chi, thời buổi này qua Thái Lan sửa cái là từ đầu tới cuối hết à, thấy không? Không cần tu nữa. Mà xin lỗi, sửa vậy bệnh dữ lắm, sửa vậy giảm thọ, sửa vậy nó dễ bị sao ung thư nữa. Thôi mình sửa cái tâm mình cho nó chắc cú, thấy không? Nếu đừng có mà sửa mấy vụ đó nguy hiểm lắm. Đó. Thì hồi xưa cái thời Phật cũng vậy, có một vị tỳ kheo
tu đã chứng quả A La Hán rồi. Thì vị này mỗi ngày đến tinh xá thăm Đức Phật, thì ông đi ngang cái dòng sông. Thì bà nữ thần dòng sông biết cái vị này tu chứng quả cho nên rất là kính trọng, thì bà mới rẽ nước ra, rẽ nước cho vị tỳ kheo đó đi qua. Rồi mà cái vị tỳ kheo này á, ông thấy như vậy cái mỗi ngày ông tới dòng sông cái ông kêu tiện tỳ rẽ nước cho ta qua. Thì kêu hoài mà lần nào tới ông cũng nói câu đó. Bà nữ thần sông giận tím mặt lên mét Đức Phật. Bạch ngài Cù Đàm, con kính trọng Đức Phật, con kính trọng những vị tăng sĩ tu hành, mà con rẽ nước cho vị tu sĩ này đi qua, không có ước chân, mà lúc nào cũng mắng con là con tiện tỳ này, con tiện tỳ kia hết. Rồi Đức Phật nghe vậy mới kêu vị tỳ kheo lại hỏi là ông có nói như vậy không? Thì cái vị tỳ kheo nói dạ không, con đâu có mắng bà đâu, thì con nói như vậy chứ con đâu có mắng. Thì Đức Phật biết rằng cái tâm ông không có cái gì dùng những cái lời mà mắng chửi, cái tâm không có ác. Thì đó thôi, ông không có mắng, nhưng mà ông nên xin lỗi đi cho cái vị nữ thần này vui. Thì trước mặt Đức Phật và chúng tăng cũng như quý Phật tử, thì cái vị tỳ kheo này đến trước mặt cô Phật tử nữ, cô vị nữ thần xong nói tiện tỳ cho ta xin lỗi. Hết thuốc chữa không ông? Thì Đức Phật nhìn thấu cả hai tâm của vị tỳ kheo cũng như là vị thần nữ này, thì mới nói rằng này tín nữ, vị tỳ kheo này đã tu chứng quả rồi, không cái trong tâm ý của ngài á, của cái vị tỳ kheo này không có cái tâm khinh bỉ bà, không phân chê bà, nhưng mà do nhiều đời nhiều kiếp ông đã làm vua làm quan, cho nên cái lời nói với kẻ dưới thường hay nói như vậy, chứ không có ác ý, thôi bà đừng buồn. Thì sau khi mà ngài an ủi vị Phật tử nữ, vị nữ thần rồi, thì mới quay qua vị tỳ kheo nhắc nhở chúng tăng và vị tỳ kheo: dù tâm của ta không có ác ý, nhưng lời nói không được thô cọc sẽ làm cho người đối diện sanh phiền não, sẽ mắc quả báo xấu. Không ai thích gần gũi, và gặp nạn thì không người giúp đỡ. Trên con đường hoằng pháp không có được tiến hóa. Quý vị công nhận không? Tuy rằng mình không có ác ý, nhưng mà thay vì mình nói em tới em giúp giùm chị, em lấy giùm chị cái ghế, ê đưa ghế coi coi, đưa không? Tôi quăng luôn chứ đừng nói tôi đưa, phải không? Thay vì nói em lấy giùm chị cái ghế, thì người ta nghe trời em nghe ngọt cũng chết luôn ha, chị cô. Còn này không, đưa ghế đây coi. Làm mình nó cũng làm như bà nội tôi kêu đưa ghế, quăng cho gãy ghế hết ngồi luôn. Phải không? Đó, mặc dầu tâm mình không có ác ý thật sự, nhưng mà lời nói chúng ta nó không có dịu dàng. Đó, mình tu là điểm đó đó, chứ không có gì mà cao xa, cao siêu hết. Nhưng mình muốn xây nhà lầu là phải đổ cát cho nó gì, nó chắc. Đó, cái nền cho nó chắc, bước từng bước vững chắc rồi hãy đi lên. Tu cái ý của mình, cái giới thứ tư của mình, không có ỷ ngữ, không có ác khẩu đó. Nó là như vậy đó. Mình nói nhẹ nhàng, dễ thương, ai ta cũng giúp mình hết, ai cũng thương mình hết. Còn này mình nói, cho nên Phật mới nói là tuy tâm của ông không có ác ý, nhưng mà sao? Lời nói thô cọc. Đó, Đức Phật mới dạy, quý vị thấy Đức Phật mình dạy hay không? Dạy một đời sống rất là thực tế trong cuộc đời của mình, nó rất là giản dị, mà muốn hạnh phúc, muốn bình an, muốn mọi người thương yêu mình, muốn mình tiến đạo nghiêm thân thì phải lời nói phải nhỏ nhẹ dịu dàng. Cho nên Đức Phật mới dạy thêm có hai loại người: một là làm vua quan xưng với bài tôi, xưng với người chủ xưng với đầy tớ, do tập nghiệp nhiều đời, đó là vô minh vi tế chưa dứt dù tu chứng quả A-la-hán. Đó cũng là một loại vô minh nha quý vị. Vô minh nhỏ nhặt gọi là vi tế đó. Mặc dầu tu đã chứng quả, thì người tu cũng vậy. Mặc dầu đã cạo tóc, phải không? Rồi thọ giới, 10 giới, 348 giới, làm vị tỳ kheo 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà nếu lời nói chúng ta không nhỏ nhẹ, không dịu dàng, không tế nhị, vẫn còn là vi tế vô minh. Vô minh mới làm người phiền não, vô minh mới làm người đau khổ. Thứ hai là do môi trường sống ở giai cấp thấp, nói những lời thô ác,
hay nói những lời thô ác, tâm ý khinh người, thường ác khẩu. Nó là như vậy đó. Cho nên là mình muốn hạnh phúc, giữ cái ý của mình như giữ thành, nói nhỏ nhẹ. Mình nói sao mà đệ tử Phật, Phật dạy là phải dùng lời nói tế nhị, nhỏ nhẹ, ôn hòa, hiền lương, thì mọi người xung quanh sẽ kính tin mình. Trước hết người ta thương, người ta tin, người ta kính, thì trong gia đình hạnh phúc, ngoài xã hội yên vui, trong môi trường đạo pháp chị em thuận hòa, không có lục đục. Nếu chúng ta không giữ lục hòa, trong lục hòa có cái kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng duyệt. Đó, quý vị nhớ không? Nó là như vậy đó. Mình tu mà trong đời sống hàng ngày không có gì gọi là đạo Phật dạy cái cốt tủy trong cái đời sống hàng ngày thường nhật thôi. Mà nếu chúng ta biết á, thì chúng ta đem tới hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho mọi người. Còn nếu chúng ta không tỉnh á, thì chúng ta sẽ làm cho mình khổ đau, làm cho người phiền toái, rồi làm cho mất hạnh phúc, mất an lạc. Thì nói về năm thừa, Đức Phật dạy nhân thừa tức là người con Phật giữ tam quy ngũ giới, thân cận tam bảo, giữ gìn năm giới, thì đời sau sinh ra làm người có phúc và có đức. Phúc là do chúng ta làm gì? Phước là do chúng ta làm gì? Cúng dường, bố thí, giúp đỡ người nghèo, rồi đó là chúng ta có cái phước. Còn đức là do gì? Do chúng ta tu. Đức là do chúng ta nhường nhịn, khoan dung, độ lượng, nhỏ nhẹ, sống hòa với lại mọi người, thì chúng ta mới gọi là đức. Đức năng thắng số. Ông bà mình nói có đức mặc sức mà ăn. Đó, cái đức là do mình nhường nhịn, bao dung, cởi mở, tha thứ cho người, là chúng ta có đức. Rồi phước, có nhiều người có phước rất là giàu sang, phải không? Nhưng mà người ta thấy người ta không thích. Quý cô công nhận không? Có nhiều người có đức, ai cũng thích, cũng thương, mà người ta lại nghèo. Là do người ta không gì? Không có bố thí, giúp đỡ người nghèo, cô phần bần quả phụ, không cúng dường tam bảo. Đó là người ta thiếu phước. Đó. Còn người con Phật quyết quy tam bảo là cái nhân thừa đó, thì chúng ta phải tu cả hai, phước đức nhị nghiệp. Cho nên trong môi trường của người tu sĩ cũng vậy, chúng ta thấy huynh đệ mình mỗi người một phước, một nghiệp. Mình vào đây, có nhiều người có phước lắm, phải không? Muốn gì được nấy, muốn gì được nấy à. Đó. Muốn thấy cục kẹo, muốn xin cái người ta cho 2-3 cục, phải không? Rồi có nhiều người ta thấy gần gũi, có nhiều người xin ta không cho nữa. Rồi có nhiều người, trời ơi, ai thấy cũng thích nói chuyện, ai thấy cũng thích gần gũi. Nhiều người ta thấy mình, cái người ta không thích nói chuyện. Nói quỉnh, quỉnh nói, quỉnh, trời ơi, quỉnh nói như dù đục chấm nước mắm, ai chịu nổi. Quỉnh nói, quỉnh, quỉnh nói như dù đục chấm nước tương, ai chịu nổi. Thấy không? Đó là do mình kém phần đức. Mình nói về chân tâm, Phật tánh thì ai cũng có. Nhưng mà trong cái cuộc sống mình hành xử với nhau để mình tiến lên trên cái cảnh giới của Phật đó, là chúng ta phải ứng xử cái nhân thừa trước. Mình sống trong cái môi trường con người với con người mà. Nếu không làm đạo đức con người mà đủ phước đức thì mình nói mình tu lên cõi trời khó lắm. Làm người chưa xong sao làm tới cõi trời được. Rồi kế đến là thiên thừa, đó là mình phải tu thập thiện. Đó, hồi nãy giờ nói thập thiện đó, huynh đệ chúng ta thấy mình tu tới thiện nào rồi. Tới một trong thập thiện, một cái thiện là ý thôi. Đừng có tham sân si thôi. Thấy không? Rồi cái giới thứ tư của người nữ mình đó, không ác khẩu nè, không ỷ ngữ, không vô nịnh, không thiêu dệt, không thọc gãy bánh xe đó. Huynh đệ có biết thọc gãy bánh xe không? Đâm bị thóc, thọc bị gạo nữa, trời ơi khổ lắm á. Cho nên người nữ mình tu rất là đông nha, nhưng mà khổ nổi đến lúc mình thành Phật thì giống như là bông xoài trứng cá rồi đó, huynh đệ biết không? Đó, nó là như vậy đó. Thành ra mình phải ráng. Rồi thanh nhân thừa thì các vị tu tứ diệu đế. Tứ diệu đế này huynh đệ học thi trả bài rồi, phải không? Rồi biết tứ diệu đế là gì rồi, đạo tràng mình cũng học tứ diệu đế rồi. Khổ tập diệt đạo mình học rồi, mình biết rồi. Rồi tới duyên giác thừa. Tu duyên giác thừa là mình phải quán 12 nhân duyên.
Rồi, 12 nhân duyên là vô minh duyên, hành hành duyên, danh sắc duyên, lục nhập, việc nhập duyên, xúc xúc duyên, ái ái duyên, sinh lão bệnh tử. Mà nói cái đầu, cái chốt của nó, đầu tiên của nó là do gì? Vô minh. Vô minh mới sanh ra đủ chuyện trần gian này đó. Rồi ngoài ra có một hạng người không có gặp Phật. Rồi Bồ Tát thừa, cái hạng này là các vị người ta không gặp Phật Pháp, nhưng mà ở nhân duyên nhiều kiếp người ta ngồi, người ta thấy lá vàng rơi, người ta quán lý vô thường mà được thành độc giác Phật. Bồ Tát thừa, ở đây quý Phật tử cũng thọ Bồ Tát giới rồi nè, nha, mà tu Bồ Tát thừa, để coi mình tu tới thừa nào nha. Là Bồ Tát thừa là phải tu lục độ vạn hạnh. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Rồi tứ nhiếp pháp, Bồ Tát là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Tứ hoằng thệ nguyện, tứ hoằng thệ nguyện này là mình hay tụng kinh, mình hay nguyện lắm nè. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, không phải là chúng sanh ở ở gì? Ở cái cõi giới ta bà này, ở trong cái môi trường sống của mình, mà chúng sanh ở đâu? Ở trong tâm của mình nguyện độ hết đi chúng sanh nào? Chúng sanh sân si, phiền não, ganh ghét, tật đố gì, mình độ hết đi. Độ hết chúng sanh đó mình mới độ chúng sanh bên ngoài được. Thấy không? Mình mới giúp đỡ những bà con làng xóm, rồi trong gia đình của mình được. Rồi, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Trời ơi, cái này nó hơi bị mệt. Sao mà mình đoạn chứ dứt được? Mà phiền não cái gì? Đố huynh đệ nè, đố huynh đệ mình á, phái nữ chúng ta không nè, mình phiền cái gì? Ai chọc mình giận, tại sao mình phiền? Phiền gì? Nguyên nhân gì đâu? Mình phải tìm nguyên nhân gì sao mà mình phiền? Không có lửa sao có khói cô? Tại nó chọc tôi mới nói sùng chứ, phải không? Cái mình hay đổi thừa. Mình hay nói thừa là không có lửa sao có khói, nó chọc tôi mới giận chứ, nó không chọc mắc gì tôi giận mà phiền với não. Mà nguyên nhân gì sao mà mình giận? Mình chấp vào cái gì? Mình chấp vào cái ta của mình. Cái ta của mình mấy chục kg, cao bao nhiêu mét, nặng bao nhiêu kg. Tôi ở nhà, tôi là bà chủ, tôi là nội tướng, phải không? Người tướng là tôi nói là chồng con cái răm rắp hết, không ai dám cãi. Hoặc là tôi ở đâu, tôi cơ quan, tôi làm trưởng phòng, tôi ở đâu tôi cũng là số 1 hết. Ai mà cãi tôi không chịu. Nguyên nhân gì sao mình không chịu? Chạm tới cái bản ngã của mình, chạm tới cái tôi của mình, cho nên mình không chịu. Ở trong chùa cũng vậy, tôi làm trưởng quan, tôi làm, thí dụ tôi làm hương đăng, trời ơi, đi lên lao cái nhà, tôi thấy nó xách cái xô nước, tôi xách cái tướng, nó cầm cái nồi lao là tôi thấy ghét rồi. Lao cái gì, lao không sạch gì trơn á. Là mình, cái người ta nói, chị nói tôi lao không sạch, chị giỏi chị lao đi. Ta quăng cái nồi lao xong cái nổi sùng lên. Tu hành gì mà quăng cách thô thiển vậy? Cái bên kia nói làm sao? Nói qua nói lại cái nổi sân lên mà cái chuyện nó không đáng. Mà quý cô thấy trong cuộc sống của mình nổi sân, mình bực bội với những cái có đáng không? Không có đáng. Cô về nhà cô thấy nhiều cái bắt cười lắm. Cái tủ lạnh ở sát cái bàn ăn. Rồi cái bàn ăn á, cái đứa em trai nó đi làm về, cái giờ cơm với vợ nó dọn cơm ra, cái tự nhiên cái nó nói ớt đâu, cái nó nạt nhỏ kia, cái nhỏ kia hết hồn một chía, cái lật đật đứng dậy mà đi một cái vòng tròn qua cái mở tủ lạnh lấy cái ớt đưa nó. Mà trong lúc anh ngồi ngay cái tủ lạnh, ngay cái bàn ăn thì anh dở cái tủ lạnh lấy cái ớt một cái đi. Mình thấy nó bất nhẫn không? Cái mình nói, mình nằm thinh cũng không nói gì. Cái lát hồi chiều rồi mới nói, ủa gì kỳ với Út, sao cái tủ cái ớt nó ở trong cái tủ lạnh mà ngay cái tay của em á. Trời ơi, con nó còn nhỏ, tội nghiệp, nó lớp thì con nhỏ, rồi lớp thì thuốc tây người ta, nó nhà nó bán thuốc đó. Rồi người ta tới người ta kêu con nhỏ bưng chén cơm lên, chưa kịp ăn nữa con khóc,
chưa kịp ăn bệnh nhân tới, cái là chạy rồi phục vụ cho ông chồng, rồi lo cho bệnh nhân, rồi lo cho chồng nữa, mà chỉ cần mở tủ lạnh kế sát bên lấy trái ớt thôi, mà nó nạt nhỏ là mình hết hồn hết vía vậy đó. Phải làm ông chủ cái tôi không, tự nhiên nổi sân một cách vô lý. Cái nó nói thì đi làm về mệt, bổn phận nó phải có trái ớt, mà cũng không nhớ là chồng ăn cơm phải có ớt, cái đó phải bổn phận không? Trời ơi, nó nói cái mệt mỏi trần gian đó nha. Cái xong rồi cái nhỏ vợ mình thấy rất là tội nghiệp cái người phụ nữ, với cô tội lắm ha, thấy người nữ mình nghiệp hơi bị nặng á. Rồi cái ủa vậy là bổn phận á hả? Trời ơi, sao người nam sao làm thấy quải quá. Xong cái bữa đó cúp điện, cúp điện với cô biết nó ăn cơm, mà cúp ngay cái giờ nó ăn cơm. Cái nhỏ vợ cũng đang ăn cơm, lật đật chạy vô phòng lục lục lấy cái quạt tay đứng kế bên quạt. Trời ơi, mình thấy sao nó thảm gì đâu. Tôi có con gái, tôi không gả chồng đâu, thiệt tình thấy tội nghiệp. Con người ta ăn học nuôi hai mấy năm trời, cũng ra đại học ra dược sĩ, tốn biết bao nhiêu tiền cha mẹ, về đây làm dâu được cái gì mà ăn cơm mà để con nhỏ ngồi đứng quạt mà vừa lấy khăn chậm chậm lên trán chồng. Trời sao thấy nó thảm gì đâu, với cô thấy khổ không? Cái còn hầm hừ với người ta nữa, quạt nhảy hiu à, là cái nổi sân lên. Trời ơi, thấy quải ghê luôn á, đúng là quải chạy đậu đó hen. Cái nói trời kiểu này, cái nói trời ơi làm gì mà hành ta dữ gì Út. Tại chị không biết á, bổn phận làm vợ phải vậy á, bởi chị đi tu á. Tôi kiểu này chắc tôi ly dị sớm quá, tôi chịu không nổi đâu. Mà tội nghiệp, quý vị thấy có khổ không? Mà sân cái gì? Cái bản ngã, nghĩ mình là người đàn ông, làm chủ gia đình, đem tiền về, mà vợ nó cũng làm có tiền chứ phải nó không làm có tiền đâu. Đó. Rồi cái nổi sân lên, cái nguyên nhân là chấp vào cái ta, chấp mình là chủ gia đình, mình là gì đó, trụ cột gia đình. Cái ngã mình nó bự quá đi, nó to quá đi, đúng không? Rồi hành, có bằng hành gì? Hành hạ đó, có hành hạ không? Cái người vợ nói trời ơi sao dữ vậy Mai, sao mà cứ làm gì, đừng thèm lấy riết cho nó quen, mắc cái gì mà phải hầu hạ dữ vậy. Trời ơi thưa chị ơi, vậy mới gọi là tình yêu. Trời ơi, yêu ma gì khổ quá vậy. Không biết cái người nữ mình tội nghiệp đúng quý vị. Quý vị thấy tội không? Nó còn phán một câu là thôi kệ nó, chị ơi vậy mới giữ hạnh phúc gia đình, bí quyết của em đó, phải dịu dàng chiều chồng, như vậy gọi là tình yêu. Chứ không thôi ra ngoài kia, mấy con yêu ngoài kia đó hả, nó rút khăn nó lau mặt là nó móc túi hết tiền luôn. Cứ như là tháng lương nó không có đồng xu nào. Cho nên chỉ phải nhịn chồng, nhường chồng, yêu chồng để lấy tiền nuôi con. Trời ơi quý vị khổ không? Thấy tội nghiệp người nữ vô cùng luôn đó. Thấy sao thấy bất công quá ha. Quý vị có thấy bao giờ thấy người nữ mình? Cho nên nhà mình có được phụ nữ dùng lên được ngày gì? Ngày 8 tháng 4 với ngày gì? Quên xin lỗi. Hồi riết không có nhớ. Ngày 8 tháng 3, quên, 8 tháng 4 là ngày của Đức Phật mình, quên, không nhớ ngày của người trần gian. 8 tháng 3 là ngày phụ nữ vùng lên, đúng không? Đó, rồi ngày gì nữa? 20 tháng 10, vùng lên, rồi ngày gì nữa? Năm vùng lên được 3-4 lần á hả? Rồi mấy lần kia là vĩnh kiếp trầm luân hả? Rồi, đó. Riết không nhớ, có nhớ ngày Phật đản, ngày của Phật không mà không nhớ ngày trần gian. Thì quý cô thấy cái nguyên nhân vì sao? Với cái ngã của mình, ai cũng có ngã, mình nghĩ mình là số 1 hết á. Rồi mình không có nhường nhịn với nhau, rồi mình không có nhỏ nhẹ với nhau, rồi gây gổ. Gặp những người vợ mà ta mà nổi sùng hung dữ thì sao? Thì thành ra nó mất hạnh phúc gia đình. Cũng vì cái tôi không à, ai cũng vì cái tôi hết trơn á. Nó là như vậy đó. Nói về cái phiền não là cái phiền não nó chuyện không đáng đâu mà, phải không? Trong gia đình hay ngoài xã hội hay là trong chùa cũng vậy nữa. Nhiều khi mình giận nhau chuyện không đáng không giận nhau nữa. Như huynh đệ thấy mình có giận nhau như chuyện không đáng mà phiền não vô gì, vô biên thề nguyện đoạn không? Bữa chị đi xuống bếp chị thấy bắt cười lắm. Cái em đó nó bưng cái rổ khoai, nó bưng vô cái nước nó chảy, nó rửa xong cái nước chảy ròng. Cái em kia nó tới cái nó bưng cái thau nó kê cho đừng có chảy.
cái em nọ nó đi nhanh, đi nhanh thì dĩ nhiên cái nước nó đâu có kịp, nó nhiễu xuống, thì cái em nọ nó đang lau nhà, cái nó nói trời đất ơi, hai người luôn mà làm cái rổ rau, cái rổ khoai cũng không xong luôn, dày bởi vậy sao mà làm dâu cho được, hèn chi phải đi tu. Vô duyên không, chuyện ta đi tu ta giác ngộ đâu phải rổ rau mà ta đi tu. Nó mít lòng cán bộ không à, cái huynh kia nghe cái chuyện tu tu mình mà chê người ta bưng cái gì, cái rổ khoai nước nhiễu. Chị không thấy em rinh nặng, chị không phụ em gì hết trơn á, chị thấy tội nghiệp em, chị mới lấy cái thao chị kê, thì dĩ nhiên nó phải rớt nước chứ. Chị lau nhà cũng không chánh niệm, không tu hành, nhìn chuyện người ta vậy mà cũng nổi sân. Rồi cái tôi nói đúng mà huynh không chịu nghe, không quay lại nhìn lỗi mình, thế là ba người cùng lỗi hết. Mà chuyện không đáng đối huynh đệ có giận nhau không? Người nữ mình nhiều khi mình thấy nó vô duyên không? Huynh đệ có thấy nó kỳ cục không? Giận gì chuyện không đáng, ngoài xã hội, trong gia đình giận những chuyện không đáng. Rồi trong chùa nhiều khi cái chuyện không đáng, nó không phải là chuyện sanh tử sự đại, cũng giận nhau. Vậy mà cho nên mình mới phát nguyện là phiền não vô tận thề nguyện đoạn đó. Làm sao mình đoạn được? Mình phải đoạn ngay đó, mình tỉnh liền, giác liền ngay chỗ đó. Nhìn đời bằng một con mắt thôi, còn một con mắt nhìn mình, đừng nhìn hai con đó. Là mình làm ơn làm phước đừng nhìn, giúp được thì giúp, giúp thôi nhắm mắt lại đi luôn, phớt tỉnh ăn lê đi luôn, đừng nhìn nha. Làm được thì làm, sẵn lòng giúp đỡ huynh đệ, giúp đỡ mọi người, bỏ qua mọi chuyện. Làm không được đi, đừng có nói. Cái khẩu nghiệp của người nữ chúng ta đó, thương thì thương dữ lắm, giúp đỡ thì tận tình, nhưng mà cái phước của mình nó hao mòn vô cái khẩu nghiệp của mình, phải không? Cái phước mình đó, người Việt Nam mình dễ thương lắm, huynh đệ thấy ai khổ giúp liền à. Huynh đệ thấy cái vụ mà Covid không? Mình quỷ lạo, mình giúp đỡ tận tình lắm, hy sinh tận tình, hết lòng bố thí cúng dường, giúp đỡ tương trợ đồng bào xã hội các nơi. Mà cái khẩu nghiệp mình cũng hơi bị nặng, cho nên cái phước nó trôi sông trôi biển, còn lại có phân nửa, làm sao nó được trọn vẹn. Cho nên Phật dạy mình phải tỉnh, phải sáng, phải biết mình, biết mình, biết ta, trăm trận trăm thắng. Phải tỉnh sáng, phải biết, để ngay nơi đó mình buông liền, giúp đỡ được thì giúp, không giúp được không nói, thủ khẩu như bình. Quả từ khẩu xuất mà bệnh cũng từ khẩu nhập. Mình ăn những thức ăn không đúng thì nó trúng thực, nó bệnh. Rồi mình nói những lời nói không đúng thì mới sanh phiền não. Cho nên mình, nguyên nhân là do cái tôi của mình. Mình nói là mình tu tứ hằng thuệ nguyện, nên là Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Thừa đó nha, đó là các vị thọ Bồ Tát giới đó. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, do cái tôi của mình đó. Chuyện nhỏ, chuyện lớn quá nhỏ, mà chuyện nhỏ quá không, chứ đừng có chuyện bé xé to. Đó là mình tu cái khẩu nghiệp của mình, cái ý tưởng của mình, mà do cái tôi của mình, cái ngã của mình đó. Rồi mình phiền não những chuyện không đúng đó. Rồi pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành đó. Là mình học, mình học biết bao nhiêu kinh điển của Phật để mình tăng trưởng trí tuệ, mình chuyển thức thành trí để mình hiểu rõ. Mình nói thôi cái gì nghe hoài cũng vậy, cũng nhiêu đó, mà mình nghe hoài mà quan trọng mình nhớ không á, mà mình nhớ được bao nhiêu và mình hành được bao nhiêu á. Cái nhiều khi huynh đệ nói trời, học hoài học muốn chết luôn vậy đó, học sáng học chiều học gì mà tới mười mấy môn luôn, làm bài không kịp huynh đệ chuẩn bị mà thi tới nữa nè đó. Rồi nó học nhiều quá mà hành thì không có bao nhiêu, không có thời giờ quán xét, rồi mình không có thời giờ để mình thực hành, rồi mình sao sanh phiền não. Mà cái phiền não mình phải truy nguyên cái nguồn gốc của nó, nguyên nhân vì sao mình phiền não, nguyên nhân vì sao mình sống không được an lạc, không được hạnh phúc. Tất cả do cái tôi của mình, phải không? Do cái ngã của mình, do cái gì? Mình tự nghĩ là mình ngon hơn thiên hạ, lúc nào cũng vậy, trong tâm của mình lúc nào mình cái gọi là Đức Phật nói cái câu sanh vô minh, nó vô minh nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đó, nên lúc nào mình cũng nghĩ mình giỏi hơn ta. Nhà trong Phật giáo gọi là có 7 loại mạng, là mạng quá mạng. Mình kiêu ngạo, mình tự cho mình hơn mọi người, nhiều khi mình dở hơn ta, nhưng mình không can đảm nhận mình dở hơn. Lúc nào mình cũng nghĩ mình ngon hơn, hoặc là mình
dở hơn, nhưng mình không chấp nhận. Mình nói, ôi, chị cũng vậy, tôi cũng vậy chứ gì. Ít khi nào mình nhìn thấy rõ mình. Mà mình tu là mình chuyển nghiệp. Nghiệp là cái thói quen của mình. Làm sao mình thấy rõ được cái lỗi của mình? Khó lắm huynh đệ. Nói như vậy đó, nhưng mà mình khó nhìn thấy lỗi của mình. Nhiều khi mình biết lỗi của mình mà mình không can đảm để mình xin lỗi. Mình không can đảm mình xin lỗi. Tại sao mình không can đảm? Mình sợ chạm vô cái bản ngã của mình, sức mẻ cái tôi của mình. Mình không có chấp nhận, mình không có can đảm mình xin lỗi. Mình biết mình có lỗi đó. Cho nên Đức Phật mới nói rằng biết được mình, rõ được mình thì mình mới giải thoát được. Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, cho nên Đức Phật mới thuyết ngũ thừa Phật giáo để mà độ chúng ta. Ví dụ mình thấy mình ở cái gì, cái nhân duyên mình ở một cái pháp môn nào, ở cái trình độ nào, mình biết mình tu. Nhưng mọi người mình có một cái phước, mình sanh vào cái đất nước Việt Nam, ở cái tỉnh của mình, ở cái gia đình của mình, cái dòng họ của mình, cái môi trường mình sống, xã hội mình sống, là chúng ta biết mỗi người có một cái phước báo. Rồi cái nghiệp lực của mình biết mình rõ hơn hết. Tôi là người hay nổi sùng, hay nổi sân. Mà mình có báo cáo với mọi người là tôi hay nổi sùng không? Có, mình có nói, chị đừng nói nữa nha, tôi đang nổi sùng á. Nghe không? Mà người ta đã báo cáo với mình vậy rồi, ta biết rằng ta đang hay nổi sùng rồi, mà mình không chịu tránh. Mình còn sao? Chế dầu thêm lửa. Nên ta đã báo cáo, tôi biết tôi hay nổi sân. Nó nói, chị đừng nói nữa nha, tôi đang nổi sùng á. Ta nói vậy rồi, thôi mình tránh đi. Không, mình còn lấn tới. Mình còn nói sùng hả, để tôi dạt cho. Chà, cái đó mới chết à. Đó. Thành ra nếu mình biết mình hay nổi sân thì mình phải tu cái hạnh gì? Mình tu gì? Mình lấy gì mình đối trị? Mình đang ở trong cái đời sống thường nhật nhất, mình lấy gì nổi trị, đối trị? Người hay nổi sân thì tu pháp môn gì để mình đừng sân? Mình phải tu cái lòng từ, mình phải tu nhẫn nhục. Mình thương người, tại sao mình sân? Có bao giờ quý anh đệ sân với đứa con nít không? Nít như một thiên thần, rất là dễ thương. Mình đâu có nổi sân với nó, mà nó đâu có chọc ghẹo gì đâu mình sân, phải không? Nhưng mình sân với ai? Đối huynh đệ mình sân với ai? Tôi đâu có sân đâu, ai chọc tôi mới sân chứ, như không tôi sân tôi khùng hả cô? Không? Nhưng mà tại sao mình sân? Tại vì ta chạm vào bản ngã của mình. Mà mình truy nghiên nguồn gốc của bản ngã mình, nó là cái gì cấu thành? Mình tu Phật mình biết hết, nào là đất nước gió lửa, phải không? Đất thì quý cô thấy mình tắm mình có kỳ ra đất không? Kỳ ra đất, phải không? Nước thì là nước mắt, nước tiểu. Lửa là cái hơi nóng của mình, phải không? Khi mình sốt lên. Rồi gió là gì? Là hơi thở của mình. Mình biết thân mình cấu tạo bằng đất nước gió lửa. Rồi tâm mình do đâu mà có? Quý cô thấy em bé nó sanh ra đời, nó cất tiếng khóc chào đời đó, lúc mà nó mới sanh ra đó, quý cô thấy nó có nổi sân không? Có không? Có. Nguyên nhân gì sao nổi sân? Nó khát sữa mà mẹ nó chưa kịp tới. Nó khóc, nó dùng tiếng khóc để gì? Nó đòi gì? Thỏa mãn cái cơn đói của nó. Nó quý cô mới thấy cái gì, cái nghiệp lực của chúng ta nó làm cho mình, nó đi vào nhiều đời nhiều kiếp làm cho mình sân. Rồi nó có giận không? Nó đang chơi món đồ chơi mà mình giật mình cho nó chơi, đến giờ ăn mình cho nó ăn, nó mình giật cái món đồ chơi, nó có giận, nó dãy, nó khóc không? Có đó. Mình biết nó, nhưng mà mình cho nó ăn rồi cái nó vui vẻ, cái nó hết, phải không? Nó rất là đơn giản, con nít nó đơn giản lắm. Đói thì cho uống sữa, vui thì cho đồ chơi, xong rồi thôi. Quý cô mà nuôi con, mấy cô biết, mấy cô đánh nó khóc sùm, lát nó thấy nó cũng kêu mẹ, 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 nó nhào tới mình.
không? Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói mình sống như hạnh anh nhi thì mình mau tới đạo. Còn người lớn mình á, mà ai nói một câu mình giận, mình thấy người đó mình ta nói xong cái mình có tới nói chuyện với người ta không? Hai người giận dỗi gây với nhau xong rồi mình có tới nói chuyện với người ta không? Tại sao vậy? Tại sao mình giận dai vậy, mình hờn mát vậy? Có người còn nói là sống để dạ, chết đem theo nữa. Ở đây có ai tình nguyện ghi chép câu đó vô trong tâm mình không? Mà nguyên nhân gì đâu mà chúng ta giận dai vậy? Mà tại sao con nít nó cũng giận, quý cô thấy ha, nó cũng giận nhưng mà chút cái nó quên. Chút nó quên. Mình thì giận dai rồi nhớ hoài. Rồi sao? Còn hẹn hò nữa. Trời ơi. Mà mình tu Phật pháp mỗi ngày lên tụng kinh là Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm bát nhã, chiếu kiến uẩn giai không độ nhất thiết của ách, mà Bồ Tát Quán Tự Tại quán cho con của quán. Con quán con mỗi ngày con lên con tụng cho Đức Phật nghe thôi. Còn con không có quán mà phải quán xét suy nghĩ một cách thấu đáo rồi mới thực hành mới vượt qua được nha. Học hiểu hành mới giải thoát, cho nên mới gọi là tu hành chứ không phải nói tu hành hạ. Hành hạ 3 giờ khuya bắt dậy ngồi cục lên cục xuống. Không phải vậy, mà hành đây là mình thực hành vào đời sống. Tu là mình sửa mà phải thực hành vào đời sống thì mới được an lạc hạnh phúc đó. Cho nên chúng ta phải thực hành bằng cách chúng ta phải quán xét tận nguồn, suy nghĩ một cách thấu đáo để làm gì? Để vượt thoát những cái khổ đau phiền muộn của mình. Mình biết thân này là do tứ đại hợp thành, biết nhưng mà biết trên cái ý thức, biết trên cái gì, chữ nghĩa, biết trên cái văn chương mình học, mà mình phải thẩm thấu xuyên qua. Cho nên hiểu, biết là hiểu, hiểu là ngộ, mà mới có tiểu ngộ thôi, chưa có đại ngộ. Đại ngộ một cách thấu triệt, ai chọc mình không giận. Quý cô biết, quý cô mà đọc cái tác phẩm hồi xưa mà cô có kể, quý cô nghe câu chuyện trong Thập Thiền Thư của Hòa Thượng trụ trì Thường Chiếu đó. Ngài có viết Thập Thiền Thư là Đuốc Thiền, Hoa Thiền, Xuân Thiền. Trong cái Thập Thiền Thư là 10 cuốn nói về thiền. Thì trong đó Ngài kể một câu chuyện mà ngay cả bản thân Ngài nha, thì kể cho huynh đệ nghe mới thấy là tại sao mà Ngài vượt qua được để bây giờ Ngài thành một thạch trụ trong Tùng Lâm, là một vị tu sĩ mà độ cả ngàn Phật tử, cả ngàn tăng ni. Nghĩa là Ngài nói là hồi còn trẻ mà tăng ni sinh mà thanh niên á, thanh niên mà lúc đó Ngài đi vô Phật học viện, Ngài học là mới có 21, 22 tuổi thôi. Vô trong Đại học Vạn Hạnh á, học. Thì quý cô biết buổi trưa đó thì học từ 7 giờ sáng tới 11 giờ trưa, về vừa đói vừa khát, về trong cái liêu phòng của mình đó mà huynh đệ ngủ đơn đơn gần nhau đó, thì khát nước quá, cái thầy mới rót ly nước thì mới để, thay vì để đơn mình mà để lộn qua cái đơn của huynh đệ kế bên, thì khát nước quá cái rót ly nước thì có vẻ là rất nhiều quá, nó tràn, mới để vào cái đơn của huynh đệ, rồi cái lật đật cởi cái áo tràn ra đặng bưng cái ly nước uống. Thì một huynh đệ mới đi vào, mà ông thầy đó thì ổng rất là kỹ mà rất là khó. Ổng thấy cái đơn của mình mà nước nó tràn ra thì nó sẽ ướt kinh sách. Ổng nổi sùng, sức thanh niên mà ổng nổi sùng, thì quý cô thấy cái người nam ta nổi sân thì sao. Ổng bưng cái ly nước đó, ổng hắt vô mặt thầy, hắt giống như bây giờ quý cô nghĩ để ly nước lộn qua cái giường của mình, cái bưng ly nước hắt lên mặt. Thì lúc đó thầy với cái sức của người tăng trẻ 21, 22 tuổi thì theo mình làm gì, nhờ theo huynh đệ mình, vậy mình tính sao? Người nam ta đóng nóng lắm, tất nhiên là đánh nhau phải không? Nhưng mà thầy tức quá thì tức, thầy dằn xuống. Thầy nghĩ cái đó là cái lỗi của mình, thay vì mình để ly nước trên cái đơn của mình để lộn qua cái đơn của người huynh, người bạn khác, mà người mà nước thì nó tràn, nó ướt dơ ướt đơn của người ta, rồi ướt kinh sách, cho nên cái huynh này cũng giận quá, cũng bưng cái ly nước cũng tạt vô mặt mình, mà ngài nhịn được. Ngài nói ngài tức mà giận, nhưng mà đánh nhau á thì là trường học người ta đuổi,
ta đuổi thì đời tăng sinh mình học không ra trường thì làm sao mà mình tu học mà không ra trường thì làm sao mình làm việc được, giống như mình đang học đó. Nhịn thầy, nhịn thầy tức quá, thầy nói tức cái nguyên buổi chiều đó học văn học mà truyện Kiều, cái vị thầy đó giảng rất là hay mà không vô được, chứ nhớ cái ly nước tạt vô mặt mình không à, tức không chịu nổi. Tức mà hai người lại ngủ kế bên đơn nhau nữa, ngủ sát đơn nữa, tức không 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 thể nói được. Có nghĩa là nhìn cái mặt của anh đó tức lắm, nhưng mà không biết làm sao. Mà không lẽ mà mình mới thấy cái sức nhẫn, thay như mình là mình cãi lại người nữ không, gây lộn lên, còn người nam là người ta đánh nhau. Thế mà ngài nhịn được, nhẫn được và tu học thành tài, bây giờ thành một vị gì hòa thượng. Thì huynh đệ thấy mình nghe như đơn giản mà mình nhịn nổi không? Khó lắm huynh đệ. Mình thấy chuyện gì mình khó lắm. Nhiều huynh đệ bữa nào thử đi, nhá, làm sao mà chịu nổi. Vậy mà ngài chịu đựng được cái sức nhẫn, dằn cái cơn sân của mình, nhẫn nhục, rồi quán lại lỗi tại mình. Ngay nơi đó ngài quán liền. Quý cô mới thấy cái hay của ngài là quán liền, suy nghĩ liền, đó là lỗi của mình. Tại vì mình hấp tấp vội vàng rót ly nước để lên cái giường, cái đơn của người bạn, và cái nước đó nó tràn ướt kinh sách của bạn, nên bạn giận quá. Bạn người quý tiếc pháp bảo kinh sách, bạn giận mà cơn sân của người nam, cái sự tức giận người nam tạt ly nước vô mặt mình. Đó là bài học cho mình biết mình làm việc phải cẩn trọng, cẩn thận, đừng làm phiền huynh đệ kế bên. Ngài quán xét và ngài biết lỗi, ngài bỏ đi, dằn cơn sân của mình xuống. Hai bên không xung đột, không đấu tranh, không đánh nhau, không gây nhau để mà đưa lên ban giám hiệu, để mà phạt quỳ hương hay là bị đuổi ra khỏi trường. Ngài nghĩ tới sự nghiệp của mình, sự đến gì? Học vị của mình, học phải ra trường mới làm việc được. Nghĩ tới đời sống tu hành của mình, nghĩ tới đạo hạnh của mình. Người tu cái đức là phải nhẫn, phải nhường mới có cái đức. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nói là nội cần khắc niệm chi công, ngại quằn bất tranh chi đức đó. Bên trong thì phải sao? Tỉnh sáng, tiết chế, khắc phục lại cái vọng tưởng của mình, cái niệm nhớ thương, cái niệm bực tức sân giận của mình. Bên ngoài phải bủa ra cái đức tánh gì? Không tranh cãi, không gì? Không tranh cãi, không giận dữ mới là cái đức. Ngài áp dụng lời Phật dạy, quán xét tận nguồn, thấy lỗi của mình, quá giải hiềm khích với huynh đệ. Ngài nói là một đêm thôi là ngài lấy cái tâm bình lại, tăng giận bất cách túc, không giận mất một đêm. Ngài nằm nhìn huynh đệ, nhìn qua huynh đệ, quán xét tận nguồn, thấy lỗi của mình, và sáng hôm sau bắt tay huynh đệ đi học lại bình thường, vui vẻ với nhau. Quý cô thấy người nam ta hay không? Đó mới gọi là người tu. Hòa thuận huynh đệ, bắt tay ra đi đá banh, đi học hành đàng hoàng vui vẻ. Gặp huynh đệ mình thì chắc là tháng, hai tháng, kêu ba năm không nhìn mặt nhau luôn. Nếu tôi giận, tôi không gây, không la, không chửi, không đánh. Đó mới gọi là quán xét tận nguồn, để thấy được cái lỗi của mình và thấy được cơn sân của huynh đệ mình. Nguyên nhân vì đâu mà người ta sân? Và mình đừng có bị đồng hóa với cơn sân của người. Mình, người ta đã mê thì mình phải tỉnh. Còn nếu người ta mê mình mà mê nữa thì hai cái mê nó gặp nhau thì sao? Lúng bùng. Cho nên người ta đã sân thì mình phải tỉnh. Tu là mình hơn nhau cái điểm là tỉnh và mê. Hỏi huynh mê là mình phải tỉnh. Còn nếu mà hai người mê hết thì huynh đệ thấy trong cuộc sống, trong gia đình, trong xã hội cũng vậy. Đúng không? Người kia vừa mới miệng cãi là mình nín đi thì nó yên nhà. Còn người ta cãi một, mình cãi hai, tôi cãi ra lẻ đó, tôi cãi cho phải trái đúng sai đó, thì trần gian này cái gì là đúng, cái gì là sai, nó nằm trong vòng tương đối mà. Mà mình không biết nhường nhau, không nhịn nhau một chút thì lùi một bước thì biển rộng trời cao, nhường một bước thì sóng yên bể lặng. Nó là như vậy đó. Mình chỉ lùi một bước thôi thì nhà yên cửa ấm, rồi trong đạo tràng, trong huynh đệ nó bình an. Còn chúng ta mà chỉ cần mình không kịp thời tỉnh giác, giữa tỉnh và mê thôi, mình tỉnh, mình giác, mình sáng, mình biết, dừng lại cái cơn sân của mình, chuyển hóa nó thành lòng từ, quán xét tận nguồn sự việc để thấy mình là ai, cái ngã mình là cái gì, là cái thân này hả, cái thân này rồi
mới khỏe đây, cái ăn lát nó bệnh, nó đau. Rồi vừa nghe cái vị kia còn sống, đi ra đường tai nạn giao thông, mất. Rồi vị kia đang sống, tối sáng dậy đột quỵ mất. Nó vô thường, chóng vánh, nó nhanh chóng. Người trẻ cũng mất, mà người già cũng mất, chứ không đợi già mới chết. Rồi như vậy, còn đâu mà sân giận, bực tức. Cái gì làm cho mình sân? Do mình chấp. Mà mình biết cái thân này, mình mượn nó để mình tu học, mượn nó để mình làm phương tiện, để mình làm tròn bổn phận, trách nhiệm, làm vợ, làm mẹ, làm người tu sĩ. Mình tu vào nhân thừa, đạo đức, phước đức ai cũng muốn có, đạo đức ai cũng muốn có, làm người hoàn thiện. Nhưng mà chúng ta quên có một chút xíu. Cho nên tu là phải tỉnh sáng, biết, giác, buông liền, thì rõ ràng hạnh phúc nó an lạc ngay nơi đây, nó không có xa. Thì Đức Phật nói là ngũ thừa, hôm nay là chúng ta học cái phần gọi là thông nghĩa thiện ác của ngũ thừa. Và Thiền sư Tông Mật nói, Đức Phật thường dạy như vậy đó, căn cơ chúng sanh khác nhau nên Phật mới phương tiện thuyết ngũ thừa để mà độ chúng sanh dần dần đạt đến chân lý. Ngoài ra còn có một pháp môn đặc biệt thù thắng dành riêng cho người có một cái trí tuệ sáng suốt mạnh mẽ, trực nhận được cái tánh giác Bồ Đề ngay nơi mình. Đây là pháp môn tối thượng thừa, cũng gọi là đốn giáo, cũng gọi là nhất thừa. Thì Thiền sư Tông Mật nói, người đốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não. Thì cái trí này sẵn có đầy đủ. Tâm tức là Phật. Y đây mà tu, đây là nhất hạnh tam muội. Tam muội có nghĩa là gì? Ai nhớ? Tam muội có nghĩa là chánh định. Định ở đây là sự định tĩnh, sự sáng suốt, sự thấy rõ được mọi vấn đề trong cuộc sống. Thì khi mà người con Phật chúng ta nhận ra được tánh Phật của mình, mà theo ngôn ngữ bình dân của ông bà mình gọi Phật tánh là lương tâm trong sáng, hiền thiện của mình. Thì danh từ Phật học gọi là Phật tánh, gọi là chân tâm, gọi là gì? Rất là nhiều danh từ, tùy theo bộ kinh, tùy theo pháp môn, gọi Như Lai Tạng, gọi là gì? Tri Kiến Phật. Chúng ta biết tất cả những danh từ đó nói lên cái lương tâm trong sáng thuần thiện của một con người. Và chúng ta ai cũng có. Bây giờ là tướng cướp hay là ác phụ, nhưng một phút giây nào đó người ta tỉnh thức, gọi là lương tâm, mà ông bà mình gọi là lương tâm cắn rứt đó. Khi mình ngồi yên lại, mình trực nhận, mình thấy rõ, chúng ta quay trở về sống với thể tánh của mình, mình thấy được cái lỗi lầm của mình. Thì khi mình tu á, thì Đức Phật mới dạy chúng ta, chư tổ mới dạy chúng ta tu, thì biết rằng là chúng ta có sẵn cái Phật tánh, sẵn cái lương tâm trong sáng thuần thiện, mà do cái vô minh nó gì, nó che, cho nên mình chấp thân mình là thật, rồi những cái tâm vọng tưởng của mình là thật, rồi mình mới gây những cái cảnh bằng chiến tranh đủ thứ chuyện hết. Thì chư Phật do Ngài đoạn bỏ đi, buông đi những cái tư tưởng xấu dở đó, Ngài sống với cái bản tánh thuần thiện, thì Ngài mới thành Phật. Còn chúng ta như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là mình là Phật sẽ thành. Sẽ thành thôi, mà mình muốn thành thì mình thành Đức Phật là toàn giác, Bồ Tát là phần giác. Chúng ta thì giác được chút chút, ai mà thọ Bồ Tát giới rồi là giác được chút chút nha. Giác chút chút là làm sao? Là khi nào mình tỉnh là mình là Phật, mà khi mình mê là mình là chúng sanh. Giác từng phần, giống như cái áo mình nó dơ quá trời, rồi mình giặt cái góc áo thì nó sạch, cái lên tới cái cổ áo nó sạch, cái lên cái lai áo nó sạch, cái giặt từ từ tới cái lưng, rồi giặt tới cái gì, giặt toàn vẹn cái áo mình nó sạch. Còn Đức Phật thì áo Ngài trong suốt như pha lê, là nhiều đời nhiều kiếp Ngài tu, mỗi kiếp quý cô biết không phải mà đơn giản mà thành Phật đâu. Quý cô biết khi mà Ngài tu hạnh nhẫn nhục, mà Thái tử Tu Đại Noa thời Ngài là một vị Bồ Tát mà Ngài tu cái hạnh nhẫn nhục đó, quý cô tưởng tượng mình tu không nổi, mình tu không nổi rồi quý cô. Rồi Ngài tu mà làm một vị
Ngài phát tâm, Ngài phát nguyện là Ngài sẽ bố thí tất cả thân mạng của mình để Ngài tu cái hạnh bố thí. Nói về lục độ vạn hạnh thôi, nói Ngài bố thí, Ngài đang phát tâm. Như mình nói tôi đang phát tâm bố thí, thì thôi tôi có 1 triệu, tôi cho 500 thôi, còn 500 để cho chồng con tôi chứ, phải không? Nó nói, thôi giờ tôi có 900, tôi còn 100, cũng còn lại 100, phải không? Làm sao mình can đảm mình bố thí hết được? Mình giờ mình còn nghĩ tới gia đình thì giờ không nghĩ gia đình sao được? Đó. Vậy mà Ngài vừa phát tâm nói Ngài phát cái nguyện là Ngài bố thí. Nó nói trong cái Bồ Tát Đạo đó quý cô. Thì một vị chư thiên xuống thử liền. Thử làm sao quý cô nghĩ mình tu nổi không nha? Thì vị chư thiên nó hiện xuống thành một cái ông già bệnh, tới nói bây giờ tôi bị đau mắt. Tôi con mắt của tôi nó là sẽ các ai bây giờ mà nghe nói là thái tử giống như là người nhà giàu ha. Bố thí giờ cho tôi xin con mắt đi. Quý cô thấy bây giờ người ta hay cho mắt lắp giác mạc cái người mà mất đi á, chưa chết não đó, người ta bố thí mắt đó, mắt thú tim đó, thì cho tôi con mắt để mà tôi trị bệnh, để con lấy con mắt của Ngài mà tôi nấu thuốc tôi uống thì con mắt tôi nó sáng. Thì Ngài đang phát nguyện là Ngài tôi bố thí mà, thế là lập tức móc con mắt đưa cho cái vị thiên đó liền. Thì cái ông già đó, ông cầm mắt lên cái ông nói, trời ơi tôi đau con mắt phải mà sao ông đưa con mắt trái, phải lấy con mắt trái để trị mới được. Cái con đưa như vậy mà cũng đưa gì đâu mà hấp tấp vội vã. Nói vậy xong cái ông móc con mắt, ông liền con mắt của Ngài xuống đất, cái ông lấy chân ông chà. Trời ơi quý cô thấy chịu nổi không? Chịu nổi không? Ngài nghe lòng Ngài nó xót xa, đau đớn, đau đớn chịu không nổi. Trời ơi, mình đã hy sinh con mắt mình móc con mắt mình đưa, vậy mà ổng móc con mắt, ổng lấy con mắt mình, ổng nói là ổng đòi con mắt trái mình đưa con mắt phải, trị bệnh không hết, ổng liền con mắt xuống lấy đất, lấy cái bàn chân của ổng chà. Lúc đó cái Ngài nói không được, mình đã phát tâm bố thí thì phải bố thí cho hết đi chứ, còn mình mà bố thí như vậy thì không được nữa rồi, cái thôi bây giờ mình hy sinh luôn, lỡ mù cho mù luôn để mình tu cho trọn cái hạnh nguyện bố thí. Cái móc con mắt nữa đưa cho ổng, cái móc mắt, cái mắt con mắt tôi thì nó nhỏ, mắt ông bự sao mà uống cho nó vô được, cho như vậy cũng cho. Cái liền xuống cái chà một cái nữa, trời ơi Ngài rúng động tâm can, Ngài đau xót tận cùng, Ngài nói thôi không tu nữa đâu, tu cái gì, chúng sanh ác độc quá đi, người ta đưa một con mắt rồi đạp xuống rồi đưa thêm con mắt nữa chà luôn, sao chịu nổi, chúng sanh này nó can cường khó nhiếp phục, không bố thí gì hết, chịu không xiết. Ngài thu lại cái lời phát nguyện đó, thì lúc đó chư thiên cái gì vị cõi trời đã mới hiện ra nói, Ngài hãy phát nguyện lại đi, đó là cái thử thách đó. Lúc đó Ngài hối hận, Ngài khởi tâm hối hận, thì ra là thử thách. Bố thí gọi là tám luân không tịch mà mới đạt đạo thành Phật nha quý vị. Đó, thì lúc đó Ngài mới hối hận, Ngài nói, vậy sao? Đây là cái thử thách mà ta vượt qua không được. Nhưng Ngài mới sám hối, xin lỗi, phát nguyện lại sẽ bố thí một cách tám luân không tịch, không thấy người bố thí mình, không thấy mình bố thí, không thấy người cho mà cũng thấy vật của mình cho, vật phẩm mình quý hay tiện đó, mà không thấy là mình hy sinh đôi mắt cho người đó, mà không thấy cái người đó là người tha thiết cần có đôi mắt, và cũng không thấy cái phẩm vật là cái đôi mắt của mình nó quý giá biết bao nhiêu để mà cho người ta, mà người ta vứt bỏ khinh khi chà đạp như vậy. Khiếp không? Như vậy mới thành Phật đó quý cô, chứ không phải là mà tu như mình nói mình thành Phật. Mình nghe nói là cái nhân thành Phật có nhiều đời nhiều kiếp. Ví dụ bây giờ mà quý cô mà đi quỷ lạo đi, quý cô mà đi quỷ lạo, quý cô mới thấy cái cảnh. Nói mà đi quỷ lạo nữa, ví dụ mình đem cho có 100 phần mà bây giờ tới 120 phần, còn 20 người, người ta không có, người ta tới người ta xin. Rồi mình thấy mình đau lòng, mình móc hết tiền mình cho người ta cũng thiếu, bây giờ mình còn có 10.000 à, ví dụ mình có 10.000 mà tới 20 người rồi mình cho ít quá, người có 1.000, người kia mới nói tại sao bà cho cái phần quà 300 mà bà cho tôi có 1.000, bà bố thí kiểu vậy đó hả, bà cho kiểu vậy, người ta chửi mình tức không, dân gì đâu mà hung dữ, dẹp mốt không đi tỉnh này nữa, phải không? Đó,
cái tâm bố thí của chúng ta mà thử có một chiêu thôi là nó lụng rồi, làm sao mà thành Phật thành tổ cái gì. Quý cô thấy không dễ đâu quý cô. Chính cô ở tại trên đường cô làm việc nè, bên cái phòng chăm cứu cô thấy mấy bà cụ già tội nghiệp bán vé số rồi bán ế, bán bánh ú rồi ế, cô phát tâm cô cho gạo thì mình cho, mình giúp ngặt tới sao giúp nghèo được, phải không? Người già neo đơn rồi con cái không có, rồi mình mới thương, mình tội nghiệp rồi mình cũng xin tiền gia đình này kia nọ, mình mua gạo mình cho, rồi mình cho rồi. Rồi quý cô biết cái nhiều người người ta thấy vậy cái người ta cũng xin. Đó, cái nhiều người ta giàu, người thấy người ta đeo nữ trang cũng không biết vàng giả vàng thiệt, mình không biết nha, cũng đeo 2-3 bộ xi men này nọ, cái cũng xinh. Đối với cô trong lòng mình có tức không? Mình có lầm bầm trong bụng không? Người đâu mà tham lam, đeo vàng cả đống biết vàng giả vàng thiệt cũng xinh. Người ta nghèo người ta xin, người ta thư cho người già mất sức lao động, người còn trẻ cũng xin. Rồi thậm chí mấy cái ông mà uống rượu, rồi mấy ông thanh niên mà làm biếng cũng vô xin luôn. Quý cô cho mấy cô có cằn nhằn không? Mà quý cô có cho không? Đã bố thí thì người ta xin, thì nghèo giàu gì rủi biết đâu người ta mang vàng giả hay sao. Mà người ta thấy mình cho thì người ta xin, thì mình đã bố thí rồi thì mình cứ cho đi. Tại sao mình còn gì? Tính toán. Cho nên khó lắm quý cô. Một hạnh nguyện mình phát, mình làm cho trọn vẹn, cũng giống như mình thi một bài thi, mình phải làm cho đủ điểm mình mới lên lớp. Đời là một trường học, chúng ta đến cuộc đời này học những bài học chúng ta đang cần. Mình cần cái gì? Mình cần phước đức, mình cần hạnh phúc, mình cần giàu sang, mình cần con cái mình ngoan hiền, giỏi giắn, ăn nên làm ra, có những cái gì mà chướng duyên thì được mọi người giúp đỡ. Đó. Con trai thì hưởng đức mẹ, con gái hưởng đức cha. Đó, thì mình phải vì con, vì gia đình chúng ta bố thí cúng dường, và chúng ta vì mọi người chúng ta tương trợ với nhau trong cái tình nhân loại. Nhưng mà nếu chúng ta làm mà chúng ta còn cái tâm gì? Sân, hoặc là tâm gì? Tâm gì là mọi người tự biết, thấy không? Đó là chúng ta thấy có phước đó, nhưng mà phước nó không trọn vẹn. Nó là như vậy đó quý cô. Cho nên mình nói là Bồ Tát thừa, mình nói rằng mình chánh niệm, mình nói mình sống với chánh định, mình sống với tối thượng thừa thiền. Nhưng mà trong cái cuộc sống chúng ta hành xử đó, nó vi tế lắm. Cho nên Phật mới nói là cái vi tế vô minh đó, nó còn chỉ là một việc nhỏ thôi, mà nếu chúng ta không biết cách ứng xử đó, thì vô tình cái phước nó không có trọn vẹn. Nó không có trọn vẹn. Mình làm việc gì cũng vậy. Mà nếu mình biết được á, thì mình thấu rõ, biết ở cấp độ nào, làm với cách độ nào. Cho nên khi mà chúng ta tu á, ở đây chư tổ mới dạy là có ba trạng thái tâm để chúng ta ứng dụng công phu, để chúng ta thẩm định rằng mình, cái tâm của mình đang an trú vào cái gì, cái dòng nghiệp lực nào, cái pháp môn nào, rồi cái gì, cái tư duy mình quán sát như thế nào, để chúng ta có chìm nổi trong sanh tử luân hồi hay không. Sanh tử dĩ nhiên là chúng ta già, chúng ta sẽ chết, đúng không? Nhưng mà khi mình sống thì phải an lạc đó. Và khi chúng ta chết mình biết mình đi về đâu. Cũng giống như mình có tiền mình đi du lịch, mình tùy theo cái khả năng của mình, mình ở khách sạn 5 sao, 3 sao, 7 sao, ở nhà trọ gì đó, thì mình biết được nơi đến, nơi đi và những cái cuộc vui của mình. Còn chúng ta không có tiền mà chúng ta đi thì mình biết đi đâu. Giống như quý cô nhớ mấy người già xưa mà chạy giặt đó, mình đem theo cái gì? Nói chạy giặt quý cô, biết cô kể cho quý vị nghe. Cô ở Bà Rịa nè, cô nhớ thấy rõ ràng khi mình tu mình mới biết cái nghiệp lực của mình nha. Lúc ở đây mà quý cô mà lớn tuổi, cô biết mà cái đài thông tin của mình ở cái Bà Rịa đó, thì cái quy định của nhà nước hồi xưa là khi mà 5 giờ là còi hụ lên một cái còi là tất cả các sở tan, nghĩa là bệnh viện cũng tan, sở trường, rồi tòa hành chánh, rồi khu quân đội, hay là tất cả những gì là cơ quan nhà nước á, là gọi là gì, tan sở làm nha. Nhưng mà họ còi mà hụ ba hụ là chiến tranh tới, nghĩa là hồi xưa chiến tranh á. Thì cô nghe hụ ba hụ lên cái bắt đầu là giặc tới, thấy không? Thì quý huynh quý cô mới thấy cái giờ phút sanh tử á, mình đi theo nghiệp lực của mình. Mà sau này cô học Phật pháp cô mới biết, còn hồi nhỏ cô không biết.
Cô thấy má cô, đố cô biết má cô làm gì? Người nữ, cái người mẹ thì làm gì? Chả vô nhà, mở chìa khóa, hốt cái gì? Tiền vàng bỏ túi. Rồi bắt đầu đứa con nào nhỏ nhất ôm chạy, phải không? Anh hai cô, đố quý cô ông chạy theo gì? Ông lấy gì? Ông chả vô nhà, ông ôm thùng mì, ông chạy. Đã hơi ham ăn, phải không? Còn cô thì hồi nhỏ cô hay bệnh, hay lạnh đó. Chả vô cô ôm cái mền cô chạy. Như là khi mà chạy giật đó. Cái sau này cô lớn lên, cô học Phật Pháp cũng hiểu đúng là cái giờ phút sanh tử mỗi người đi theo cái nghiệp lực của mình đó. Mình đam mê cái gì, mình thích thú cái gì, mình cần thiết cái gì là mình ôm mình chạy trước. Người ham ăn thì ôm thùng mì chạy. Còn người mẹ thì là đi đâu thì giặt tới thì phải thủ vàng, thủ tiền để mà chi phí lo lắng cho con cái. Cái cô thấy không? Còn mình thì lạnh lẽo bệnh hoạn, con nít thì mình đâu có biết gì, mình có ôm cái mền mình chạy. Cái quan trọng nhất của mình là đi đâu sợ không có mền đắp lạnh. Đó. Cho nên cái sanh tử đó, là quý cô biết cái giờ phút cuối cùng chúng ta đam mê cái gì, ham thích cái gì, bám víu cái gì, ngay đời sống hiện tại mình biết thì mình đi là mình sẽ đi. Cho nên tu là mình phải tỉnh ngay bây giờ, mình buông từ từ, mình thích cái gì thì thích 50% thôi, phải không? Thì mình buông nó dễ. Mình thích đạo đức, mình thích làm việc thiện thì mình được sanh về cõi trời, mình làm người hiền thiện. Mà mình làm việc gì thì cái phước báo nó không mất và cái tội nghiệp của mình nó cũng không mất. Ông bà mà nói tội nghiệp nó quá ha, là gì? Nó làm cái nghiệp gì nặng lắm, mình thấy rất là tội. Cho nên mình nói trời tội nghiệp nó quá ha, là vậy đó. Cho nên sau này cô lớn lên cô học Phật Pháp cũng biết là mỗi người trước cái giờ phút sanh tử là đi theo nghiệp của mình. Cho nên Phật mới nói rằng mình biết an trú tâm như thế nào để không chìm nổi trong sanh tử. Thì thứ nhất á, là khi chúng ta nhìn vào ngoại cảnh. Đó là cái cảnh cái tâm thứ nhất á, là ngoại cảnh chúng ta sống bị bất bình trong cảnh. Mình tu là mình tiếp xúc với cái dòng cảnh họ đó. Mà chúng ta không có chạy theo, không có chạy theo cái dòng cảnh họ. Cái cảnh họ này nè, cái suy nghĩ này nè, chúng ta không có đồng hóa. Không đồng hóa nó và không bị đồng hóa và không tiếp gì. Đây là cái trạng thái tâm sanh tử, đây là vọng thức. Sống trong đó thì sanh tử nói dài. Mà cái thứ nhất là chúng ta đừng bị chết chìm trong cảnh và chết chìm trong cái dòng cảm xúc của mình. Đừng bao giờ bị đồng hóa. Cái thứ hai là khi nhìn tâm mình, có lúc chúng ta rơi vào trạng thái giật giờ, ngủ gục, mơ màng, không biết. Không biết mình là ai, không nhớ là mình làm cái gì, thần trí của mình nó dao động, nó đang dạo chơi ở đâu đó. Mà Phật nói đây là trạng thái vô ký, đó là trạng thái tâm thứ hai. Trạng thái tâm thứ ba là chúng ta nhìn biết rõ mọi thứ với cái tâm thể lặng yên, tỏa sáng, chánh niệm hiện tiền. Đây là trạng thái của người thực tập công phu tu hành. Đó, tất cả những người con Phật chúng ta thực hành con đường thiền thì mở ra nhiều pháp môn, ngàn lối tu. Mà con đường duy nhất đi vào chỉ có một con đường tỉnh, sáng, biết rõ. Thì các vị biết, những vị thiền sư đạt đạo, các ngài cũng thấy, cũng nghe như mình. Nhưng mà các ngài không có bị cái thấy nghe đó nó chi phối. Rồi cái dòng cảm thọ, các ngài vẫn biết nóng lạnh, nghe quạt mái, quạt mát, thấy đèn sáng, các ngài vẫn biết. Nhưng không bị gì đồng quá với những cái cảm xúc. Còn chúng ta mà lạnh quá chịu nổi, nóng quá bực tức, chúng ta bị cái dòng cảm thọ nó cuốn trôi mình. Và tu thì làm chủ lấy. Chỉ vậy thôi, mình làm chủ cái dòng cảm thọ của mình. Mình biết như vậy thì trong vấn đề tu là chúng ta chỉ có phục hồi lại. Phục hồi lại cái gì? Phục hồi lại những gì đã có, sống lại những gì đã có. Và cái năng lượng bình yên tĩnh tại đó đó là chúng ta muốn được như vậy, chúng ta phải phản chiếu. Phản chiếu lại tự tâm của mình. Chỉ cần chúng ta nhớ tự tâm của mình là cái thể trong sáng. Rồi chúng ta đang ở trong cái vùng đất Như Lai, chúng ta đang sống trong cái niết bàn hiện tại. Chúng ta không bị mất mình trong cái trôi lăn trong sanh tử lục đạo luân hồi.
Lục đạo luân hồi không phải chúng ta chết chúng ta mới sanh trong lục đạo luân hồi, mà khi chúng ta sống, chúng ta khởi cái suy nghĩ nào, cái vọng tưởng nào, cái tư tưởng nào. Nếu chúng ta khởi tư tưởng làm người có đạo đức, sống tương trợ với nhau, sống có nghĩa, có nhân, hòa thuận với nhau, là chúng ta biết gì? Biết làm tròn bổn phận, làm tròn trách nhiệm, là chúng ta làm người có đạo đức, làm tròn trách nhiệm bổn phận trong gia đình, chúng ta làm phước, chúng ta nhường nhịn, là chúng ta có đức, có phước, làm tròn trách nhiệm đạo đức nhân cách của một con người. Chúng ta muốn sanh về cõi trời, chúng ta bố thí cúng dường đó, khi tư tưởng là chúng ta khởi lên, chúng ta biết chúng ta thú hướng về đó, chúng ta sanh khởi về đó, chúng ta được gì? Sanh trong cảnh giới đó. Đơn giản nhất, tối nay mình về nằm ngủ, mình thấy nghe đâu cái tỉnh nào đó đang bị bão lụt khổ quá, thôi bây giờ mình đi bố thí, mình đi mua gạo, mình giúp đỡ cúng dường. Thì khi cái tâm đó huynh đệ khởi lên, quý Phật tử khởi lên, thì ngay nơi đó chúng ta cảm thấy an lạc, hạnh phúc khi mình đã giúp đỡ được mọi người. Khi mình khởi tâm đó là mình sanh vào cảnh giới chư thiên rồi. Chư thiên là hay giúp đỡ mọi người, chư thiên đang sống hạnh phúc, an lạc. Chúng ta khởi tâm niệm đó là chúng ta đã sanh vào cảnh giới chư thiên rồi. Nhưng mà khổ nổi là chúng ta không có duy trì cái tâm an lạc, hạnh phúc đó hoài. Một lát ai chọc mình thì mình nổi sân lên, thì mình sanh vào cảnh giới gì? Tu la. Rồi cái khi mình nói thôi, làm gì mắc mớ gì, để đó ông chủ tịch tỉnh đó ông lo, mắc gì mình phải lo bao đồng, giờ mới lo mình sắm đồ đẹp mình đi chơi chứ, mình lo gia đình mình chứ, mắc gì bỏ tiền ngân hàng gì già mình hưởng chứ, mắc gì lo chuyện bao đồng. Tâm đó tâm gì? Tâm ích kỷ, phải không? Tâm ích kỷ thì sanh về cảnh giới nào? Chúng ta học Phật biết hết tất cả cảnh giới tâm trong lục đạo luân hồi. Mình muốn sanh về cảnh giới nào thì ngay nơi đây chúng ta thực hiện, chúng ta thực hành, duy trì và phát triển. Và quan trọng nhất là chúng ta tỉnh sáng, chánh niệm, hiện tiền. Chúng ta lúc nào cũng biết mình là ai, đến cuộc đời này làm gì, và chúng ta muốn an lạc. Tự khắc chúng ta an lạc khi chúng ta là người con Phật. Trước hết mình giữ gìn giới cấm của Phật, chế ra không phải là ép buộc mình. Mình tự nguyện mà, đạo Phật là tự nguyện. Tự nguyện mình đến chùa quy y, tự đến chùa xuất gia để mình thọ giới, năm giới, 10 giới, 348 giới. Tự mình, tự nguyện mình đến với sự tỉnh giác, đến với lương tâm trong sáng thuần thiện, nương vào Đức Phật lịch sử, nhận ra Đức Phật tự tâm, để chúng ta học hỏi giáo lý của Phật, chúng ta thực hành cho đời sống mình được an lạc, an vui. Tự chúng ta, không ai ép hết. Ở đây có ai ép mình đi tới đạo tràng tu không? Có ai ép mình đi xuất gia không? Xuất gia không có ép được, phải không? Cũng không ai ép mình hết. Mà tự cái lương tâm trong sáng của mình, tự ông Phật của mình, ông trỗi dậy, ông thức dậy, ông phá tan cái màn lưới vô minh đó, chúng ta giác ngộ, chúng ta thức tỉnh, chúng ta đến chùa, chúng ta học, hiểu, học cho thấu đáo, hiểu cho sâu sắc, quán xét cho tận nguồn, suy nghĩ cho tận cùng, và chúng ta thực hành một cách rõ ràng, đúng, biết rõ mình là ai. Mình muốn tu nhân thừa thì mình phải thực hành cái gì? Quy tam bảo, giữ gìn năm giới. Mình muốn tu thiên thừa thì mình giữ 10 giới, tu thập thiện. Mình muốn tu duyên giác, mình muốn tu thanh văn, mình muốn tu thanh văn thì chúng ta tu pháp tứ đế. Chúng ta muốn tu duyên giác thì quán 12 nhân duyên. Chúng ta muốn hành Bồ Tát đạo thì phải tu lục độ vạn hạnh. Vạn hạnh lẫn nha, chứ không phải là một hạnh đâu. Lục độ thì mình biết rồi, bố thí rồi, gì đó, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Muốn tu tới Phật thừa, tối thượng thừa thì chúng ta phải tỉnh sáng, lúc nào cũng phải biết rõ mình làm việc gì, biết việc đó, ngồi biết mình ngồi, đi biết mình đi, luôn luôn sống với gì, với ông chủ của mình, với chân tâm trong sáng của mình. Có nhiều khi mình ngồi mình không biết mình ngồi, huynh đệ công nhận không? Đơn giản nhất, khi mình ngồi mình biết mình ngồi thì sao? Mình ngồi rất là nghiêm chỉnh, rất là tỉnh sáng. Khi mình không biết mình ngồi, cái mình mệt quá mình ngồi xuống cái bịch, cái ghế nó lủng luôn, thấy không? Hoặc là mình ngồi một cách sao? Không chánh niệm,
Cho nên chánh định, chánh tọa thì chúng ta mới rõ ràng là người con Phật. Mình muốn ai cũng muốn chánh định, muốn vào tám muội, nhưng mà mình muốn, cho nên Đức Lục Tổ mới nói là trực tâm là đạo tràng. Mà mình muốn trực tâm là đạo tràng. Đạo tràng là cái nơi thanh tịnh, bình an, cái nơi mình thú hướng về để tìm sự tĩnh tại trên nội tâm. Nhưng mà trực tâm mới đạo tràng. Nhưng mà như thế nào là trực tâm? Tánh tôi thẳng lắm mà nha. Chị coi chừng á. Mình nghe nói thẳng thì nghe cũng hơi ớn ớn, mà nghe coi chừng thì mình ớn hơn nữa. Vậy phải là trực tâm không? Trực tâm là mình nhìn thẳng, mình thấy rõ cái tâm của mình, chứ đừng có thấy rõ tâm của người. Mình phải thấy rõ tâm của mình, cái tâm nào là vọng tưởng đi vào luân hồi sanh tử, rồi cái tâm nào thú hướng chúng ta về cõi trời, cõi Phật. Rồi chúng ta biết cái nào là sóng, cái nào là nước. Đúng không? Những cái tâm lao sao lăng xăng lộn xộn đó, cái tâm mà xấu dở đó, phiền giận tức tối ganh tị gì đó, chúng ta bỏ đi, chúng ta sống với cái tâm thiện lành, tâm bố thí cúng dường, tâm cởi mở bao dung, tâm giúp đỡ mọi người, không có tương gì tương tàn tương sát, mà là tương gì tương trợ tương lân đó. Thì chúng ta làm mà không chấp lên cái Bồ Tát đạo lục độ vạn hạnh, là chúng ta có tâm thiện, loại bỏ tâm ác, chuyển hóa tâm xấu, sống với tâm thiện, nhưng mà làm việc thiện không chấp. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy á, là thời của Đức Phật, khi Đức Phật thành đạo và Đức Phật hoằng pháp cho tới lúc mà nhập Niết Bàn 600 năm sau, gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Thời đó là mọi người khổ đau vì cái gì? Ái cái thân của mình. Khổ đau vì tiền tình tù tội, thương thân của mình gây tạo biết bao nhiêu điều, gọi là quý cô thấy trong cuộc sống, vì cái thân của mình đó, rồi mình tạo biết bao nhiêu điều tội lỗi đó. Thành ra ái diệt là Niết Bàn. Đức Phật dạy ái diệt là Niết Bàn. Niết Bàn là sự dập tắt tất cả những cái gì ái ố tham sân si mạn nghi của mình đó. Là ái diệt là Niết Bàn. Vì chấp thân cho nên mới có chiến tranh, người này giận người kia mới gây tranh đấu đủ chuyện hết. Có chấp thân mình, ái thân mình mới ái thân người mới gây ra cảnh gì tương tàn tương sát, chiến tranh, mấy ông nam đi quánh lộn nhau, giành văn lấn đất, giành người đẹp đó. Đó do ái mới có luân hồi sanh tử. Cho nên thời Phật giáo Nguyên Thủy là ái diệt là Niết Bàn. Từ 600 năm cho tới bây giờ Phật giáo phát triển, cho tới Phật giáo Thiền Tông, gọi là thủ diệt là Niết Bàn. Tại sao gọi là thủ diệt là Niết Bàn? Thủ là chấp. Bây giờ mình không có chấp cái thân nữa, mình đi tu rồi, thấy không? Lên mình chấp cái gì? Có nhiều khi mình không chấp thân, thấy không? Tôi xả thân tôi làm việc, nhưng mà chấp cái ý kiến của tôi. Thủ là mình chấp. Mà chấp cái gì? Thì mọi người biết mình chấp pháp. Pháp môn của tôi là tối thượng thừa, pháp môn của tôi là sanh về cảnh giới của Phật, pháp môn của tôi là tam luân gì, là tam mật, thân khẩu ý đều dứt bậc, pháp môn của tôi là sanh về nước thiên đường, là mình chấp. Thủ là chấp đó. Quý vị mà học chữ Hán thì biết đó, mình chấp pháp, không chấp thân mà chấp tài sản của tôi, con cái của tôi, ai động tôi sao cũng được, đừng động tới chồng con tôi, đừng có động tài sản tôi, phải không? Đừng ai động gì động, đừng có động cái đạo tràng tôi, cái chùa của tôi, phải không? Hay là động gì động, đừng có động gì. Tôi nói gì cũng đúng, ý kiến tôi cũng đúng, lời nói hành động của tôi đúng. Không chấp vào cái thân, không có ái cái thân mình, thân người mà chấp pháp. Chùa của tôi, ông Phật của tôi mới thỉnh Đức Quan Âm cao 3 mét, Đức Quan Âm của chị có 1 mét rưỡi à, phải không? Mà Đức Quan Âm biểu hiện lòng từ, lòng nhẫn nhục, tu trở về. Vì gì? Quán gì? Quán âm thanh, tiếng kêu gọi của tất cả chúng sanh đau khổ ngài độ. Rồi trước đó ngài độ tất cả chúng sanh đang kêu gào trong tâm của ngài, những chúng sanh mà tham sân si tật đố đó, ngài độ hết. Rồi độ tới chúng sanh bên ngoài. Mình quên cái biểu tượng mà mình chấp. Đó, mình chấp chùa tôi, mình chấp Đức Quan Âm của tôi, rồi mình chấp kinh sách của tôi. Kinh sách của tôi quý lắm, tôi mới thỉnh bao nhiêu tiền đó. Mà kinh sách để làm gì? Để chúng ta học hiểu, để chúng ta phát triển tâm linh, phát triển đạo đức tâm hồn mà chúng ta chấp. Cho nên đến Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Thiền Tông phát triển thì gọi là thủ diệt là Niết Bàn.
Cho nên mục đích của Đạo Phật dạy chúng ta là bỏ, bỏ gì? Buông, dứt, sống tỉnh sáng, bỏ ngã chấp, pháp chấp, sống với thể tánh của mình, sống với chân tâm của mình, sống với lương tâm thuần thiện của mình, sống với gì? Với tánh sáng của mình. Chúc tất cả đạo tràng chúng ta luôn tỉnh sáng và thực hành ngũ thừa Phật giáo cũng như là pháp môn tối thượng thừa mà chúng ta tùy phước, tùy duyên, tùy nghiệp thích ứng rồi chúng ta học, hiểu, hành để đạt được sự an lạc hạnh phúc cho mình. Giờ chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.